Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một sản phẩm đang được bán ở trên Shopee với mức giá rất rẻ. Chỉ có khoảng 4 triệu 700 nghìn đến 5 triệu 300 nghìn tùy vào ổ cứng và tùy vào cái dữ liệu được lưu trữ ở phía bên trong. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về một sản phẩm đã rất là cũ rồi. Tuy rằng là Sony thời điểm vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 thì Sony đã cho ra đời phiên bản PS5, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ nói về PS4, một trong số những cái máy chơi game cực kỳ huyền thoại và bá đạo của Sony. Cái điều mà mình muốn nhắc đến là thời điểm này thì tất cả mọi người đều có thể, một là mua, hai là bán. Đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất dành cho cái sản phẩm này. Hiện tại thì đây, trên tay mình đang là một sản phẩm mà mình đã dùng một khoảng thời gian rất là dài rồi. Đây là một con PS4 Slim. Một con PS4 Slim. Bản này là bản 1TB nhé. 1TB tức là 1000GB. Và nó vẫn còn rất là mới. Và hiện tại là mình vẫn sử dụng cái này để chơi game. Cái nhu cầu bình thường của mình thì mình chỉ chơi game với tất cả những anh em ở trong cái team Eastside Capital của bản thân mình, là chơi PES, chơi một số game đối kháng, ví dụ như là game đối kháng, quên mũ tên game rồi. Game đấy là game Naruto. Và cộng với cả cái việc là mình cũng có chơi một số cái game nhẹ nhàng khác, ví dụ như là Mortal Kombat các kiểu, thì nó vẫn phục vụ được nhu cầu bình thường của bản thân mình. Và cái thời điểm này thì mình cảm nhận được rằng là sau khi mà anh em có thể để ý, là anh em có thể thấy rằng là cái con PS5 nó ra, có rất là nhiều người săn cái con đấy với giá là khoảng 40-50 triệu. Thì đối với những người mà ít tiền giống như bản thân mình thì lấy đâu ra tiền để mà chơi, đúng không? Lấy đâu ra tiền để mà mua ngay được sản phẩm đó. Thế nên là mình vẫn quyết định là mình sẽ không lên PS5. Và cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm PS4 nó đang được bán rất là rẻ, và cũng có rất là nhiều người bán PS4 để lên PS5. Và lý do tại sao mà chúng ta nên mua là bởi vì lý do đầu tiên ấy, là mình cảm giác được rằng là với tất cả những cái hỗ trợ liên quan đến cái tay DualShock này thì nó vẫn hỗ trợ ở trên hầu hết là tất cả các game. Và cái đĩa game dành cho PS4 hiện tại nó cập nhật lên, ví dụ như là game PES 2021 thì nó vẫn có thể chạy được ở trên nền tảng của PS4. Cái điều tiếp theo mà mình thấy được rằng là các bạn nên sở hữu một cái sản phẩm như này, đây là một cái ước mơ từ thuở còn rất là bé tí của mình. Khi mà mình chơi những cái game rồng đen ở trên những cái máy dày cộp thì mình đã có ý định rằng là mình sẽ mua một cái máy chơi game rồi. Và ngay kể cả thời điểm hiện tại, khi mà mình đang chơi GTA 5 ở trên máy tính, thì cái trải nghiệm ở trên máy tính của mình, mặc dù máy tính của mình mua cũng rất là đắt, mà cái trải nghiệm game ở trên máy tính của mình thì mình cảm giác là nó không thể so sánh với cả game kiểu chuyên chơi trên PS của Sony. Đối với cả cái thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy rằng là cái PS4 này nó đang được bán rất là rẻ. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem một cái link mô tả ở phía bên dưới, thì mọi người có thể click vào đấy để mọi người tham khảo xem là cái vấn đề giá cả này, về vấn đề bảo hành các thứ nó sẽ như thế nào. Đối với mình thì khi mà mình sử dụng con này chắc là phải được 2 năm rồi, thì mình cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Từ trước đến giờ chơi thì nó chỉ có bị cũ đi thôi. Tức là cái bản PS4 này nó bị cũ đi này, cái vỏ ngoài của nó bị cũ đi, chứ còn tất cả mọi thứ nó vẫn đều rất là mượt mà. Chúng ta sẽ có mấy cái cổng đằng sau này. Đây, chúng ta có một cái cổng mạng này, một cái cổng để nối vào TV là cái cổng HDMI, và một cái cổng nữa là cổng USB. Thì chúng ta có một cái dây nguồn ở phía bên trên này.
đó, và ở phía xung quanh của nó là tản nhiệt. Thì mình lựa chọn bản Slim bởi vì mình chỉ có thích chơi duy nhất một cái game, đó là game PES, và anh em mình cũng hay chơi PES với nhau. Đây, hai cái tay cầm này cũng dùng cả bao nhiêu năm rồi, nó chỉ có cũ đi chứ nó không hỏng. À, cái thời điểm hiện tại thì để sở hữu một cái con như thế này thì các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng gần 5 triệu thôi, gần 5 triệu cho một cái gói bảo hành 6 đến 12 tháng tùy từng cái đơn vị bán. Thì mình nghĩ là cái thời điểm này là cái thời điểm thích hợp nhất để các bạn có thể sở hữu một cái sản phẩm như thế này. Còn trải nghiệm game ở trên PS4 nó như thế nào thì tí nữa mình sẽ có một đoạn trải nghiệm game ở trên PS4 cho mọi người xem. À, cộng với cả cái việc nữa là có một cái điều mà mình rất là thích ở cái tay DualShock này là cái tay DualShock này nó có thể kết nối với máy tính và chơi những cái game trên máy tính. Và đó là một trong số những điều rất tuyệt vời mà Sony mang lại cho tất cả các bạn về trải nghiệm. Đó, thì cái clip này nó chỉ là một cái clip ngắn thôi để nói với mọi người rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm rất thích hợp để có thể mua được PS4. Và thời điểm này thì PS4 nó cũng đang rất là rẻ. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểu trải nghiệm và cùng nhau mua. Nếu mà đối với tất cả những bạn nào thích chơi game giống như bản thân mình thì các bạn có thể mua về để các bạn nghịch thử. Với 4-5 triệu giống như kiểu cái khoản thời gian ngày xưa là mua mất mười mấy triệu liền cho một bộ, thì bây giờ nó chỉ còn khoảng 4-5 triệu thôi thì là quá rẻ và quá hợp lý để mua. Nếu như cái khoảng thời gian về sau ấy, thì mình nghĩ rằng là khi mà các bạn mua rồi thì các bạn khi lên PS6 rồi thì nó lại là quá cũ rồi. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm rõ ràng là một cái thời điểm rất nhạy cảm để chúng ta có thể trải nghiệm được một sản phẩm kiểu như thế này. Và ngay bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm chơi game ở trên PS4 cho mọi người xem nhé.